Thấy cái xe mình lắc lít kia là mấy cái gương đó rồi. Thấy cái xe mình lắc lít á, đuổi lít cho mình là lấy lắc lít rồi. Lít gương lấy xe rồi xong rồi. Xong tới tắt 5 giờ, chưa tới 5 giờ. Nó xỉu hết rồi. Thì anh là nó đông quá, nó kẹt cái nước lao quá. Là mấy anh lấy xe ben lấy, chắc còn 15-20 phút lấy ra. Tài xế xe con câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bàng hoàng kể lại thời khắc 5 giây sinh tử. Trưa 13 tháng 8, tài xế Nguyễn Tú Sinh, người lái xe con câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp nạn, vừa được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai phẫu thuật để xử lý ca chấn thương, gãy 5 xương sườn, gãy xương đòn vai phải và dập phổi. Ông Sinh đang nằm ở khoa ngoại chấn thương chỉnh hình, bỏng, tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Tuy nhiên, việc gãy nhiều xương sườn khiến ngay cả việc thở cũng khiến ông Sinh đau nhức. Kể lại nhanh câu chuyện xe con câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai gặp nạn, ông Sinh cho biết, sáng 12 tháng 8, ông được lãnh đạo tập đoàn giao nhiệm vụ chạy xe đến sân bay Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk để đón 3 người của câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đang từ Nghệ An trở về. Đó là trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, tiền đạo Paulo Oliveira và bác sĩ Đào Trọng Trí. Ông Sinh kể 4 người ăn cơm trưa tại Buôn Ma Thuột rồi mới lên xe trở về thành phố Pleiku. Khoảng gần 15 giờ, khi xe tôi đang chạy bình thường trên quốc lộ 14, thì bất ngờ bị một xe ben từ phía sau lao hút mạnh vào đuôi xe. Sự việc diễn ra chỉ trong 5 giây. Ông Sinh kể, người tài xế này nói chỉ nhớ cú bị hút đầu tiên, rồi ông ngất liệm. Khi tỉnh lại thì ông thấy mình kẹt trong xe, bị thương, đau đớn. 3 người còn lại trên xe cũng không còn tỉnh. Lúc mọi người cứu tôi ra khỏi xe và tôi đi cấp cứu, tôi cũng cầu trời là cả 3 anh em còn lại đều chỉ bị thương, họ cũng như mình, không ngờ cả 3 anh em đều không qua khỏi. Đau đớn và kinh hoàng quá, người tài xế buồn bã. Ông Đặng Bảo Vương, 45 tuổi, người trực tiếp tham gia cứu giúp các nạn nhân kể, khi thấy xe con bị tông từ hai bên, biến dạng, mảnh kính vỡ rơi khắp nơi. Lúc này 4 người bị mắc kẹt trong xe con, tài xế liên tục kêu la. Sau đó người dân đã huy động xe tải dùng dây xích để kéo lùi xe tải lại để tạo ra khoảng trống. Vì tài xế xe này hoảng loạn, ngồi bất động trên cabin không tự lùi xe được. Tiếp đó ông Vương và những người dân lấy xà beng, dây xích cạy cửa để đưa 4 người trong xe con ra ngoài nhưng không thành. Do đó phải lấy xe công nông mắc dây xích vào kéo cửa xe con để đưa những người bên trong ra. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.